Vâng, xin chào quý vị và bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Thì trong những cái video vừa qua thì em cũng đã cập nhật liên tục những cái giá bán của các mẫu xe khá hot ở trên thị trường. Và chúng ta cũng không thể bỏ qua được cái Hyundai Accent. Thì trong video này, đây là phiên bản đặc biệt nhé, 1.4, phiên bản số tự động đặc biệt. Ở Hyundai Accent thì hiện nay có khá là nhiều phiên bản được bày bán trên thị trường. Và cái mức giá so với phân khúc hạng B thì chúng ta sẽ có một cái mức giá khá là mềm hơn. Cụ thể thì mẫu xe này đang có mức giá niêm yết là 524,1 triệu đồng nhé. Với những quý khách hàng có nhu cầu mua Hyundai Accent và tham khảo thêm các dòng xe của Hyundai thì có thể liên hệ trực tiếp với em Hữu Thắng qua hotline đang đính kèm ở trên video. Trong video này thì em cũng xin phép nói qua giá bán, giá lăn bánh cũng như là một chút thông tin về chiếc Hyundai Accent. Và cụ thể đây là phiên bản đặc biệt nhé, 1.4 số tự động đặc biệt. Giá niêm yết thì đang là 524,1 triệu đồng. Với những quý khách hàng đang ở khu vực Hoài Đức, Hà Nội thì chúng ta có thể tham khảo qua cái mức giá lăn bánh và chi phí vay ngân hàng. Hiện nay thì mẫu xe này về giá bán thì thay đổi rất linh động, và để có cái mức giá sát nhất tại thời điểm mà quý khách hàng tham khảo thì vui lòng liên hệ trực tiếp với bạn Thắng qua hotline đang đính kèm ở trên video nhé. Về thủ tục cho vay thì với những quý khách hàng mà tham khảo Accent và với tình hình cho vay mua xe trả góp, chúng ta sẽ chuẩn bị trước 20% giá trị xe cộng với chi phí đăng ký đăng kiểm. Thì các bác chuẩn bị giúp em khoảng từ 150 triệu đến 170 triệu nhé. Trả hàng tháng thì chúng ta sẽ trả dao động từ 5 đến 7 triệu đồng tùy thuộc vào thời gian vay. Giá lăn bánh hiện tại với 3 phiên bản thì các bác cụ thể sẽ dao động vào khoảng 523 triệu đồng cho phiên bản thấp nhất, 597 triệu đồng cho phiên bản trung và 601 triệu đồng cho phiên bản cao cấp nhất nhé. Giá lăn bánh này thì giá lăn bánh tại thời điểm tại tỉnh Hà Nội, một số tỉnh thì các bác trừ giúp em khoảng từ 22 đến 25 triệu đồng tiền biển và 2% thuế. Về chiếc Hyundai Accent thì đây là phiên bản gần như là all new, khi mà chúng ta thay đổi hoàn toàn về mặt lưới ca lăng. Phần logo Hyundai cũng sẽ được nổi bật hơn với cái lưới tản nhiệt thiết kế cách điệu và được mạ chrome đen như này. Về công nghệ thì Hyundai Accent được trang bị đèn pha biprojector và đèn định vị thì rất nhiều là đèn full LED rồi. Gương xi nhan tích hợp đèn báo rẽ chuyển hướng, tay nắm cửa có tích hợp mở cửa bằng nút bấm cảm ứng. Phần sau thì chúng ta có đầy đủ như camera, cảm biến, xe Hàn mà, thoải mái với option tính năng. Vận hành thì chúng ta có cruise control, điều khiển nghe gọi rảnh tay. Và trên đặc biệt những cái mẫu xe Hyundai ấy, thì chúng ta có màn hình cảm ứng tích hợp GPS chỉ đường. Cái này thì rất hay nhá, không phải xe nào trên Việt Nam cũng có. Điều hòa tự động và cửa sổ trời. Phân khúc hàng B hiện nay thì chỉ có Honda City RS, Hyundai Accent chúng ta sẽ có được trang bị cửa gió điều hòa sau, cũng khá là hay. Rồi đặc biệt chúng ta có đèn nổ từ xa trên phiên bản cao cấp nhất nhé. Cái này thì nhiều bác hỏi để làm gì thì em xin giải thích là với những quý khách hàng mà đi siêu thị hay để đỗ xe ngoài trời vào những trời ngày nóng chẳng hạn, chúng ta đèn nổ để xe bật điều hòa cũng như là mát hơn. Đấy, ngày xưa thì chúng ta chưa có đèn nổ thì chúng ta nghĩ ra là kéo hạ kính để cho nó thoát hơi ra trước, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên bây giờ hiện đại hơn, chúng ta bật luôn điều hòa, mát máy, ngồi vào là thoải mái. Rồi, trên đây là video nhanh về Hyundai Accent, giá bán cũng như là chương trình khuyến mại tại thời điểm này của Hyundai An Khánh. Quý khách hàng có nhu cầu liên hệ trực tiếp về giá thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua hotline đang đính kèm trên video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.